Những bí quyết làm thay đổi cuộc đời bạn. Học cách thưởng thức cuộc sống, không ngừng khai phá và sáng tạo. Học cách giảm bớt áp lực. Tại vùng Quebec, Canada, có một khe núi lớn chạy theo hướng Bắc Nam. Khe núi đó không có gì đặc biệt cả. Điều duy nhất có thể thu hút sự chú ý của người ta là dốc phía đông của nó mọc đầy các cây tùng bách sâm, còn dốc phía tây lại chỉ có tuyết tùng. Hiện tượng kỳ lạ này là một bí ẩn đối với mọi người. Các nhà khoa học cũng không thể đưa ra kết luận làm người ta hài lòng. Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên là một đôi vợ chồng rất bình thường đã giải mã được bí ẩn ấy. Một ngày mùa đông vào những năm 80 của thế kỷ 20, do hôn nhân đang trục trặc nên họ muốn làm một chuyến du lịch lãng mạn, mong tìm lại tình yêu. Khi họ tới khe núi ấy, tuyết rơi rất dữ. Họ dựng lều, ngồi nhìn bầu trời đầy tuyết, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trong khe núi. Họ phát hiện ra rằng do hướng gió đặc biệt nên tuyết rơi xuống dốc phía đông luôn nhiều và dày hơn ở dốc phía tây. Chỉ một lúc, một lớp tuyết dày đã trùm lên cây tuyết tùng. Những cành tuyết tùng mềm mại uốn cong xuống, làm tuyết trượt khỏi cành cây. Cứ tích tuyết rồi cong cành, tuyết rơi nhiều như vậy mà cây tuyết tùng vẫn không bị gãy đổ. Còn những cây bách và các cây khác thì đều gãy cây chết cả. Do hướng gió ở dốc phía tây ít tuyết hơn nên vẫn có một số cây có thể sống được. Do đó ở dốc phía tây, ngoài tuyết tùng ra còn có cả tùng bách sâm. Người vợ liền nói với chồng: chắc chắn dốc phía đông cũng có các loại cây khác, chỉ vì chúng không mềm dẻo nên đã bị tuyết thanh toán hết dần. Người chồng gật đầu đồng ý. Trong giây lát, hai người như chợt hiểu ra điều gì. Họ ôm hôn nhau say đắm. Người chồng sung sướng nói: chúng mình đã giải mã được điều bí mật. Với những áp lực bên ngoài, phải cố hết sức chịu đựng. Khi chịu không nổi nữa thì hãy học cách mềm dẻo, nhượng bộ như cây tuyết tùng. Như thế sẽ không sợ bị gãy đổ. Quả thật, mềm dẻo không để phải sụp đổ và bị hủy hoại, vì đó là nghệ thuật sống. Cuộc sống luôn tồn tại nhiều áp lực. Áp lực thích hợp có thể trở thành động lực tiến lên. Nhưng nếu áp lực lớn quá, sẽ quật đổ con người. Đối mặt với hoàn cảnh ấy, mọi người cần phải học cách sống mềm dẻo, hóa giải các áp lực. Cuộc sống cần có nghệ thuật mềm dẻo, làm người cũng cần phải có không gian làm việc có tính đàn hồi. Cứ một mực gắng gượng thì không những mình mệt mà người xung quanh cũng mệt theo. Lúc đó sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Bí quyết thứ hai: sống với tình yêu. Một người phụ nữ luống tuổi bước ra khỏi nhà, thấy trước cửa có ba ông già râu tóc bạc phơ. Dù không quen biết nhưng bà vẫn đon đả: mặc dù tôi không biết các ngài là ai, nhưng có lẽ mọi người cũng đói cả rồi, mời mọi người vào nhà ăn chút gì cho ấm bụng. Chồng bà có nhà chứ? Ba ông già cùng hỏi. Không, ông ấy có việc phải đi ra ngoài rồi. Thế thì chúng tôi không thể vào nhà được. Chiều tối khi chồng đi làm trở về, bà bèn kể lại chuyện cho ông nghe. Ông lão vội nói: mau đi mời cả ba người vào nhà. Bà bèn chạy ra ngoài mời ba cụ già, nhưng họ nói: chúng ta không thể cùng vào nhà bà được. Tại sao chứ? Bà ngạc nhiên. Một người trong họ chỉ vào một cụ nói: ông ta tên là giàu có, ông này là thành công, còn tôi là tình yêu. Bây giờ bà hãy vào bàn bạc với chồng xem ai trong chúng tôi được vào nhà. Bà lão chạy vào nhà kể lại với chồng. Chồng bà mừng lắm: mau mời ông giàu có vào đây. Cô con dâu của hai người đã nghe được cuộc nói chuyện, bèn nói xen vào: con nghĩ tốt nhất là mời ông tình yêu. Hai vợ chồng già thấy con dâu nói đúng thì đồng ý ngay. Bà già đi ra khỏi nhà và lễ phép hỏi: xin hỏi ai trong ba ngài, ngài nào là tình yêu? Ông tình yêu đứng dậy đi vào nhà. Lập tức hai người bạn đi cùng ông cũng vào. Bà già kinh ngạc: tôi chỉ mời ngài tình yêu thôi, tại sao các ngài cũng theo vào? Cả ba ông già cùng đồng thanh trả lời: nếu bà mời ông giàu có hay ông thành công thì hai người còn lại sẽ không được vào. Nhưng nếu bà mời tình yêu thì tình yêu đi đến đâu, ở đó sẽ có thành công và giàu có. Tình yêu có thể hóa giải mọi mâu thuẫn, mang lại sự giàu có và thành công. Trong một gia đình,
mọi thành viên đều sống trong trang chứa tình yêu thương, thì gia đình ấy đang có trong tay hạnh phúc lớn lao. Yêu thương đó thực sự là điều kỳ diệu, bởi tình yêu là kỳ tích, là sự ân sủng, giống như những giọt sương buổi sớm tưới lên từng tâm hồn khô cạn. Cuộc sống có tình yêu mới là cuộc sống trọn vẹn đầy đủ. Bạn hãy nhớ kỹ điều này trong suốt cả cuộc đời mình. Bí quyết thứ 3: để niềm vui đến dễ dàng. Niềm vui giống như nhảy cao, mức xa càng thấp chúng ta càng thấy dễ dàng, không sợ hãi vì dễ đạt được. Murdoch, một vận động viên cổ vũ các cuộc đua tài tại chính quê hương ông, trên ghế ngồi ở khán đài, ông phát hiện dưới gầm ghế có một đồng xu. Ông cúi xuống nhặt lên mỉm cười. Chi tiết này đã được giới truyền thông chụp được và rất nhiều người nhớ đến nụ cười của ông, một tỷ phú hàng đầu nhưng lại mỉm cười tươi khi nhặt được đồng xu. Phóng viên Hồng Kông đã từng hỏi Lý Gia Thành, người giàu nhất châu Á: theo ngài, trong cuộc đời ngài, giây phút kiếm được tiền vui vẻ nhất là lúc nào? Ông đáp: mở một cửa hàng nhỏ ở phố gần, suốt ngày bận rộn, đến tối đóng cửa lại, cùng vợ đếm số tiền kiếm được trong ngày dưới ánh đèn lờ mờ. Câu trả lời của ông ta làm cho phóng viên chưng hửng, vì họ mãi chờ đợi một câu trả lời thật hoành tráng. Nhưng đây là câu trả lời tuyệt vời, không chút giả dối, vì ai cũng phải mỉm cười với niềm vui ấy của ông. Bí quyết thứ 4: rèn luyện tư duy hài hước. Chúng ta sinh tồn trong một xã hội mà tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Con người lúc nào cũng bận rộn, chạy theo hiệu quả, rượt đuổi thời gian, làm con người nảy sinh những áp lực tâm lý vô hình, khiến họ cảm thấy buồn phiền, nóng nảy, ưu tư, bất lực. Vậy là họ bắt đầu đi tìm những kỹ năng giúp giảm bớt áp lực. Và hài hước là cái phanh hạ áp lực hiệu quả nhất. Nó không chỉ khiến tâm trạng con người được nhẹ nhõm, thoải mái, mà còn giúp họ có thể cười nói vô tư lự. Ngoài ra, hài hước còn giúp người ta hòa bình trong các cuộc giao tiếp, thành công trong sự nghiệp. Nhiều giám đốc giỏi đều thích chọn những người biết gây cười đến làm việc cho mình, bởi đó là những người dễ gây được lòng tin, khiến người khác dễ dàng chấp nhận họ. Muốn trở thành người hài hước, cần biết cách tư duy hài hước. Balzac, nhà đại văn hào Pháp, từng sống một cuộc sống túng bấn, thậm chí không một đồng xu dính túi. Một hôm, ông viết văn đến tận khuya, rồi lên giường trong cơn đói cồn cào. Ông chửi mình liên tục, không sao ngủ được. Đúng lúc đó có một tên trộm lẻn vào. Tên trộm lùng sục mọi thứ, tiếng động đánh thức Balzac. Balzac nói với tên trộm: anh đừng tìm nữa uổng công, ban ngày tôi tìm còn chẳng được gì nữa là ban đêm. Tên trộm nghe thế cười phá lên rồi bỏ đi. Balzac đã tài tình đuổi được tên trộm và cũng tinh tế thông báo sự nghèo túng của mình. Từ ví dụ trên cho thấy cách tư duy của ông khác với người thường. Một chuyện rất đỗi bình thường hay chuyện không vui cho lắm, dưới con mắt của người hài hước cũng có thể trở nên hóm hỉnh, đáng cười. Còn nếu không có tính hài hước thì dù là chuyện cười, anh ta cũng vẫn thấy vô vị. Tại sao lại có sự khác biệt này? Đó là vì người hài hước có phép tư duy hài hước mà người thường ít có hoặc không có. Chúng ta có thể thực hiện một phép quy nạp đơn giản cho tư duy hài hước như sau. Người hài hước luôn tìm những nhân tố không hài hòa trong những điều vốn hài hòa, quan sát tinh tế những điều kỳ quái và nói những điều đó ra một cách tự nhiên, dần hình thành cho mình một thói quen như thế. Đó là cách tư duy hài hước. Thật chẳng hề tốn kém gì để rèn luyện tính hài hước, cả không tốn sức mà bạn vẫn có thể trở thành người hóm hỉnh. Bí quyết thứ 5: làm chủ bản thân vươn lên. Bộ óc của bạn là một nhà máy vô cùng bận rộn với công việc sản xuất ra vô ý tưởng mỗi ngày. Nhà máy đó do hai người lãnh đạo, một người là ngài thành công, người kia là ngài thất bại. Ngài thành công phụ trách những công việc tích cực, sở trường của ngài là tạo ra các lý do hợp lý để đi đến thành công. Còn ngài thất bại là chuyên gia phụ trách những phần việc tiêu cực, tạo ra tự ti, làm nảy sinh vô số những ý nghĩ như không thể, không tốt, không được, làm thế nào để, thất bại. Hai người lãnh đạo của chúng ta rất biết nghe lời, chỉ cần bạn ra tín hiệu là họ lập tức làm việc. Tùy vào tín hiệu của bạn là tích cực hay tiêu cực
mà họ thay nhau ra mặt hành động. Bạn muốn biết ảnh hưởng của họ đến bạn không? Được, hãy tự nhủ tầm: hôm nay thật là đen đủi. Thì người thất bại lập tức đưa ra vô số ví dụ chứng minh điều bạn nói là đúng, như thời tiết nóng lạnh bất thường, tình hình kinh doanh ảm đạm, lượng hàng bán ra giảm, bạn đang bị ốm, vợ chồng bạn đang bực bội, năng lực làm việc của ngài thất bại thật không phải bàn. Bạn lập tức nhận thấy hôm nay đen đủi thật. Nếu bạn tự nhủ hôm nay thật tuyệt, thì ngài thành công lập tức ra mắt và sẽ nói với bạn: hôm nay thời tiết thật đẹp, chỉ cần bạn sống vui vẻ thì mọi việc sẽ tiến triển tốt. Bạn sẽ phải gật đầu lia lịa: hôm nay tuyệt thật. Cũng như vậy, ngài thất bại sẽ bắt bạn tin rằng bạn không thể thuyết phục ngài Smith, còn ngài thành công thì chứng minh bạn hoàn toàn có thể. Ngài thất bại nói bạn sẽ thất bại, còn ngài thành công khuyên bạn cố gắng đi tới thắng lợi. Ngài thất bại xúi giục bạn đừng thích thằng Tôm, còn ngài thành công thủ thỉ: Tôm rất đáng yêu. Vậy đấy, bạn càng đưa cho họ nhiều tín hiệu thì quyền lực của họ càng lớn. Nếu ngài thất bại lên nắm quyền, ngài sẽ chiếm lĩnh toàn bộ công ty não bộ của bạn, và tất nhiên là sẽ đưa ra toàn những ý nghĩ tiêu cực. Vì thế, cách thông minh nhất là cho ngài thất bại thôi việc. Bạn không cần ông ta, một người không giúp bạn đi đến đích mà suốt ngày chỉ lải nhải. Bạn sẽ thất bại, bạn sẽ không làm được đâu. Để tiến lên, bạn hãy trọng dụng ngài thành công. Hãy giao mọi việc cho ông ta, vì ông ta sẽ không ngừng dẫn dắt bạn tiến về phía trước. Trong công việc và trong cuộc sống, những nguy cơ thất bại chiếm tới 90% luôn tiềm ẩn quanh ta. Người mềm yếu sẽ bị cảm giác thất bại, khó khăn xâm chiếm. Nhưng tại sao bạn không nghĩ bạn đã có tới 10% thành công? Trong cuộc sống và công việc, bạn sẽ không tránh khỏi nhiều lúc thất vọng, chán nản. Nhưng hãy cố gắng nghĩ tới những nhân tố có thể thành công và lạc quan vui sống. Chính vì vậy mà bạn tin tưởng và giao công việc cho ngài thành công nhé. Bí quyết thứ 6: cố gắng sống đúng với giá trị của bản thân mình. Ngôi sao điện ảnh nọ lái xe đến trạm sửa xe. Một nhân viên nữ tiếp nhận xe của anh. Đôi tay thành thục khéo léo và dung mạo xinh đẹp của cô đã thu hút anh ta. Mọi người đều biết anh ta, thế mà cô gái này lại không hề tỏ ra ngỡ ngàng và phấn khích. Cô có thích xem phim không? Anh ta không kìm được cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên là thích, tôi là một fan hâm mộ điện ảnh. Cô gái tháo vát và nhanh nhẹn mau chóng sửa xong xe rồi nhẹ nhàng nói: anh đi được rồi. Anh ta vẫn tỏ ra lưu luyến: cô này, có thể đi hóng gió với tôi một lát không? Không thể, tôi còn phải làm việc. Đây cũng là việc của cô mà. Xe cô sửa, tốt nhất cô nên đích thân kiểm tra chứ. Được, anh lái hay tôi lái? Dĩ nhiên tôi lái, tôi mời cô mà. Xe chạy rất tốt, cô gái bảo anh ta. Xem ra không có vấn đề gì, xin cho tôi xuống xe. Sao, không muốn đi cùng tôi nữa à? Tôi hỏi lại một lần nữa, cô có thích xem phim không? Tôi đã nói rồi, tôi rất thích, hơn nữa còn là một fan hâm mộ điện ảnh. Cô không biết tôi à? Sao lại không chứ? Anh vừa đến tôi nhận ra ngay anh là ngôi sao điện ảnh. Thế sao cô lại lạnh nhạt vậy? Không, anh sai rồi. Tôi không lạnh nhạt, chỉ là không cuồng nhiệt như các cô gái khác thôi. Anh có tiếng tăm của anh, tôi có công việc của tôi. Anh đến sửa xe thì là khách của tôi. Nếu anh không phải là ngôi sao mà đến sửa xe, tôi vẫn tiếp anh như vậy. Giữa mọi người với nhau chẳng phải nên như thế à? Anh ta trầm ngâm một lúc. Trước mặt cô gái, anh cảm thấy mình thật nhạt nhẽo và quá tự cao tự đại. Cảm ơn cô đã làm cho tôi thấy cần phải xem xét lại giá trị của mình. Được, bây giờ tôi đưa cô về. Sở dĩ có những nhân vật cao lớn là vì chính bạn đang quỳ trước họ. Bạn chỉ biết ngưỡng mộ vòng hào quang trên đầu họ mà quên mất cuộc sống và những giá trị đích thực của mình. Cố gắng sống đúng với giá trị của mình, bạn mới có khả năng thành công. Bí quyết thứ 7: thay đổi cách nhìn, phát hiện ra cái đẹp của sự vật. Trong trường hợp, mọi người thường cười nhạo một cô bé, thậm chí còn đặt cho cô biệt hiệu cô gái xấu xí. Mỗi khi bị gọi như vậy, cô tức giận đến mức òa lên khóc. Một hôm khi cô đang khóc vì bị người khác cười nhạo, thì một bác lao công đi ngang qua. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân,
bác liền nói cho cô bé bí quyết để làm mình trở nên xinh tươi, duyên dáng. Thứ nhất, lúc nào cũng nở một nụ cười, gặp các bạn thì chào hỏi thân mật. Thứ hai, tuyệt đối không được oán hận, không quá bận tâm về hình thức của mình. Thứ ba, vui vẻ giúp đỡ mọi người với trái tim nhân hậu. Bác bảo cô bé chỉ cần tuân thủ nghiêm những bí quyết ấy, 3 tháng sau cô sẽ trở thành một cô gái duyên dáng và đáng yêu. Thế là cô bé toàn tâm toàn ý làm theo những bí quyết ấy. Không lâu sau, quả nhiên cô bé đã trở thành người duyên dáng, được bạn bè rất yêu quý. Bạn hãy nghe một câu chuyện ngụ ngôn nữa, có thể nó sẽ làm cho bạn thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Có một con sâu gióm thấy mình vừa xấu xí vừa chậm chạp, nên oán thán thượng đế. Hỡi thượng đế, sao người lại chia cuộc đời con ra làm 2 giai đoạn? Một giai đoạn vừa xấu xí vừa vụng về chậm chạp, một giai đoạn vừa xinh đẹp vừa uyển chuyển. Lúc đầu con phải liếm trải đủ mọi sự nhục mạ, sau thì lại được người ta khen ngợi. Như vậy thật không hài hòa chút nào. Người có thể công bằng hơn để con bây giờ tuy xấu, nhưng có thể nhanh nhẹn hơn một chút. Sau này khi làm bướm có diện mạo xinh đẹp, nhưng chậm chạp một chút cũng không sao. Như vậy, cả lúc làm sâu và làm bướm, con chẳng phải đều được vui vẻ ư? Có thể con cho rằng ý tưởng của con khá hay, thượng đế hỏi lại, nhưng con có nghĩ rằng nếu như thế con sẽ không sống lâu được không? Vì sao vậy? Sâu gióm ngạc nhiên. Vì nếu con là bướm mà lại chậm như sâu, thì mọi người sẽ dễ dàng bắt được con. Con phải biết, chính vì giờ đây con chậm chạp, nên ta mới để cho con xấu xí, khiến chẳng ai thèm để ý đến con. Như vậy chỉ tốt cho con mà thôi. Bây giờ con có còn muốn ta ban cho con một thân hình xinh đẹp mà lại chậm chạp nữa không? Không không không, xin người hãy cứ giữ nguyên như từ trước đến nay đi ạ. Sâu gióm hiểu ra hoảng hốt trả lời. Bất kỳ sự vật nào cũng bao gồm cả hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Chỉ cần lưu tâm là chúng ta có thể phát hiện được mặt đẹp đẽ của một sự vật xấu xí. Muốn làm được điều này, cái chính là chúng ta cần luôn có ý thức thay đổi góc nhìn để có thể tìm thấy những nét đẹp của cuộc sống. Bí quyết thứ 8: đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Những tia nắng ấm áp của mặt trời không bỏ quên bất kỳ một sinh mệnh yếu ớt nào. Nó luôn đem lại ánh sáng và hy vọng cho tất cả. Có một cô gái rất yêu thích bóng đá. Do ngẫu nhiên cô được cha đưa đến trường thể dục thể thao học đá bóng. Trong trường cô bé không phải là một cầu thủ xuất sắc lắm. Vì trước đó cô chưa từng được huấn luyện cho nên động tác, cảm giác bóng của cô đương nhiên đều không bằng các bạn khác. Khi vào sân cô bé thường bị các bạn giễu cợt gọi là đồ quê mùa. Vì thế cô rất buồn. Mục tiêu của các cô gái là trở thành cầu thủ chính thức của đội tuyển. Nhưng cô gái của chúng ta mãi vẫn chưa được chọn. Đồng đội của cô nhiều người đã được lên đội tuyển. Người nào không được chọn thì cũng âm thầm rời khỏi trường rồi. Cô gái tập luyện chăm chỉ, khắc khổ nhất, liền đi tìm huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên lần nào cũng an ủi, số người cần chọn quá ít mà, lần sau sẽ đến lượt cô. Cô gái ngây thơ như tìm lại được hy vọng, lại vững tin hơn, nỗ lực tập luyện tiếp. Một năm sau cô vẫn không được chọn, vì vậy chẳng còn niềm tin để tập tiếp. Cô cho rằng tuy mình rất chăm chỉ khổ luyện, nhưng vóc dáng thấp bé quá, lại vào tập sao. Hơn nữa mỗi lần tuyển người, cô đều rất mong được chọn, nên khi vào sân rất căng thẳng, không phát huy được hết khả năng. Quá buồn về tiền đồ ảm đạm, cô có ý định rời khỏi trường. Một hôm cô nghỉ tập và nói với huấn luyện viên: xem ra em thực sự không hợp với bóng đá, em muốn trở về để thi đại học. Thấy cô gái quyết tâm ra đi, huấn luyện viên im lặng nhìn cô không nói gì. Nhưng ngày hôm sau, cô nhận giấy báo được tuyển chọn lên đội chuyên nghiệp. Cô vô cùng xúc động chạy đi báo ngay cho đội bóng. Thực ra trong lòng cô vẫn say mê bóng đá. Cô vui mừng khôn tả, vội tìm huấn luyện viên. Cô phát hiện thấy trong mắt huấn luyện viên cũng ánh lên niềm vui giống như cô. Lần này huấn luyện viên cười mở trò chuyện: con à, trước đây ta hoàn toàn nói lần sau sẽ đến lượt con, nhưng thực ra đó không phải là sự thật. Trung tâm không muốn cho con biết rằng kỹ thuật của con vẫn còn chưa tốt. Ta hy vọng con sẽ tiếp tục cố gắng mà. Trong phút chốc cô gái đã hiểu ra tất cả. Được huấn luyện có bài bản ở đội chuyên nghiệp, cô gái tràn đầy tự tin, mau chóng trổ hết tài nghệ. Cô gái đó chính là Tôn Văn, nữ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế kỷ 20 của Trung Quốc. Khi nhắc lại câu chuyện ấy, cô vẫn luôn xúc động. Khi một người đang chìm trong vực sâu của cuộc đời, cảm thấy mình không thể tiếp tục cố gắng được nữa, thì đó chính là đêm trước của bình minh.
Chỉ cần trong lòng bạn tràn đầy hy vọng, kiên trì một chút nữa, thì trước mặt chắc chắn sẽ là cầu vồng rực rỡ. Chỉ cần không đánh mất hy vọng là kỳ tích sẽ xuất hiện. Một trường tiểu học ở thị trấn nhỏ thuộc bang New Jersey của Mỹ bị cháy, là một phòng học bị sụp, 10 em học sinh bị đè trong đống đổ nát. Các phụ huynh học sinh nghe tin liền kéo đến, gào khóc trước tai nạn bất ngờ ấy. Họ lo lắng tới mức chỉ còn biết chạy cuống cuồng quanh cái phòng học đổ nát nhỏ bé. Đội cảnh sát chữa cháy cũng đã có mặt, nhưng họ cho rằng có lẽ 10 em học sinh đó không còn hy vọng sống sót nữa. Cha của một học sinh không nghĩ như vậy, có tiếng nói cứ vang lên trong đầu ông: con mình không sao, không sao. Đa số phụ huynh cũng cho rằng con mình không còn hy vọng sống nữa. Họ khóc lóc thảm thiết. Người cha đã giúp đội chữa cháy đào bới, bỗng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ phía dưới bức tường duy nhất còn lại. Bố ơi, chúng con ở đây, chúng con vẫn còn sống. Người cha chạy ngay tới chỗ có tiếng kêu: con trai, con đấy à? Vâng, cả 10 đứa bọn con đều ở đây. Lúc động đất, bọn con đã chui nhanh xuống dưới những cái bàn ở góc tường. Cảnh sát mau chóng dọn được một lối nhỏ, bọn trẻ lần lượt chui ra. Người cha ôm lấy cậu con trai vừa ra cuối cùng sung sướng: con trai, bố rất tự hào với con. Cậu bé cũng ôm lấy cổ bố: bố ạ, à, lúc ở trong đó, con luôn nghĩ tới câu mà bố hay nói với con: dù thế nào cũng không được đánh mất hy vọng. Bí quyết thứ 9: chịu thiệt trước mắt có thể được lợi ích lâu dài. Một hôm, sư tử kiến nghị cùng 9 con chó hoang đi săn mồi. Chúng đi săn cả ngày, được tất cả 10 con linh dương. Sư tử nói cần phải tìm một người anh minh để chia phần. Một con chó nói: chia theo tỷ lệ 1-1 là công bằng nhất. Sư tử điên tiết đánh con chó lăn quay ngay ra đất. Các con chó khác sợ quá, chỉ có một con can đảm nói: không được, người anh em của ta sai rồi. Nếu chúng tôi chia cho ngài 9 con linh dương, cộng lại sẽ là 10. Còn chúng tôi thì chỉ thêm một con linh dương nữa cộng lại cũng bằng 10. Như vậy đều là 10 con cả. Sư tử hài lòng nói: người nghĩ ra cách chia này thật tuyệt. Chó nói: khi ngài xông tới người anh em của tôi và đánh gục nó, tôi đã lập tức thành sáng mắt hơn đấy ạ. Cho nên có câu hảo hán biết chịu thiệt trước mắt, bởi nếu không thì phải chịu thiệt thòi càng lớn hơn. Mục đích của việc chịu thiệt trước mắt là vì mục tiêu cao xa hơn. Nhưng nhiều người hễ gặp thiệt trước mắt lại thường với cái gọi là thể diện, thậm chí còn nhân danh chính nghĩa, công lý mà nổi cơn. Một số người vì thế mà thất bại thảm hại, chí ít nguyên khí cũng bị tổn thương lớn. Hàn Tín là danh tướng đời Hán, cũng là điển hình nhất của việc hảo hán biết chịu thiệt trước. Bọn ác ma trong làng bắt ông phải chui qua háng của chúng. Ông chẳng nói gì chui qua ngay, nếu không chui e rằng sẽ bị đòn. Không chết thì cũng mắc ngoài, làm gì còn có ngày thống lĩnh cả một đội quân hùng mạnh nữa. Ông chịu thiệt một chút để giữ cho được tấm thân hữu ích của mình. Chỉ cần núi còn thì lo gì thiếu củi. Vì vậy, nếu trong đời người bạn gặp phải hoàn cảnh bất lợi, đừng bao giờ tỏ ra dũng cảm hão, cũng đừng cứng nhắc cho rằng thà chết chứ không chịu nhục. Hãy học cách biết chịu thiệt thòi một chút là hơn. Nhưng nếu bạn rơi vào hoàn cảnh bi đát mà chỉ biết than vãn thì chẳng ích gì. Hãy biết rằng sự lên xuống trong cuộc đời là việc rất tự nhiên. Hãy giữ vững niềm tin, hãy tự nhủ mình rằng việc không thể tệ hơn được nữa, tất cả đã bắt đầu chuyển biến tốt rồi. Bí quyết thứ 10: chỉ sợ nghĩ không tới, đừng sợ làm không tới. Trên cánh đồng ruộng, một con vịt đang tập bay. Nó luôn suy nghĩ làm sao có thể giống được như con chim ưng tự do bay lượn trên trời cao kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó đều rơi xuống, chẳng bay lên được. Chim trên cây thấy vậy dè bỉu. Nó không biết nó chỉ là một con vịt mà luôn nghĩ sẽ có ngày thành chim ưng được. Khi những con vịt khác cùng đàn ăn uống no nê đang sưởi nắng, con vịt kia vẫn ra sức tiếp tục thực hiện giấc mộng bay lên của nó. Con thì khuyên nó chẳng thà xỉa lông chảy chuốt thật đẹp còn hơn. Có con cười mỉa mai, nói nó không biết trời cao đất dày là gì, chỉ tổ là mất mặt họ nhà vịt. Nhưng con vịt cứng đầu này chỉ cười, chẳng ai ngăn được giấc mơ của nó. Một hôm, ông chủ đàn vịt do thua lỗ khoản tiền khá lớn nên quyết định bán bỏ đàn vịt. Ông lùa đàn vịt nhốt lại, song riêng con vịt muốn bay kia lại không tài nào bắt được, bởi nó nhanh nhẹn, đã thoát được và sau thành con vịt tự do. Thế là con vịt bị chê cười kia đã không uổng công luyện tập, nó đã tự giải phóng nhờ tập luyện. Sự thực chứng minh rằng luôn có cách nghĩ khác, lại chăm luyện tập
đến một lúc nào đó đã thay đổi được vận mệnh của mình. Có thể hiện giờ chưa dùng tới, nhưng sẽ có ngày. Nếu thật sự có cái gọi là nguyên tắc vàng, có thể làm thay đổi vận mệnh, thì có thể lấy chú vịt kia làm ví dụ. Phẩm chất và hành vi của nó rất lương thiện, sự cương nghị đó càng thể hiện sự kiên cường của nó. Còn mục tiêu của nó đã nói rõ trong giấc mơ của nó rồi. Quả đúng như câu nói, không có việc gì khó, chỉ sợ làm không bền. Có thể sự cố gắng tạm thời chưa đạt được hiệu quả ngay, nhưng sẽ có ngày phát huy tác dụng. Chỉ khi mọi người phá bỏ các quy tắc cũ, luôn phát huy tinh thần sáng tạo, thì văn minh nhân loại mới không ngừng phát triển. Khi bạn buồn bã vì những gì mình học chưa được dùng đến, khi bạn cho rằng mình còn thua kém người khác, đuổi họ còn chưa kịp nói gì là vượt họ, khi bạn cố gắng làm một việc gì đó nhưng không đạt kết quả như dự định, thì đó cũng chỉ là con đường lượng đổi chất tồi. Bắt buộc phải trải qua, bạn cần tiếp tục kiên trì, vì nhất định bạn sẽ tiến bộ. Một con người biết so sánh, đó đã là thành công rồi. Bí quyết thứ 11: hãy trân trọng những gì mà bạn đang có. Ngày trước có một cậu bé thông minh sống trong một căn nhà lớn ở dưới chân núi. Cậu yêu động vật, mê mua đua xe và âm nhạc. Cậu trèo cây, bơi lội, đá bóng và ngắm nhìn các cô bé xinh xắn. Cậu có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Một hôm cậu bé nói với Thượng Đế, con đã suy nghĩ rất kỹ, con biết sau này lớn lên con muốn những gì. Con muốn gì? Thượng Đế hỏi. Con muốn ở trong một ngôi nhà lớn, có hàng hiên rộng thoáng. Trước thềm có hai pho tượng cực đẹp của Bernard, và sau nhà có một vườn hoa rực rỡ. Con muốn lấy một người vợ cao ráo xinh đẹp, tính tình hiền dịu, tóc đen dài, đôi mắt biếc, biết chơi đàn guitar, và giọng hát thì thánh thót du dương. Con muốn có ba đứa con trai khỏe mạnh, chúng con có thể cùng nhau đá bóng. Khi chúng lớn lên, một đứa sẽ là nhà khoa học, một đứa là nghị sĩ, con đứa nhỏ nhất sẽ là hậu vệ của đội bóng bầu dục. Con muốn trở thành nhà thám hiểm hàng hải và cả leo núi. Con sẽ luôn cứu giúp mọi người trên đường thám hiểm. Con muốn có một chiếc ô tô Ferrari đỏ. Hơn nữa, mãi mãi không cần phải làm tài xế đưa đón người khác nữa. Nghe có vẻ là một giấc mộng đẹp nhỉ? Thượng Đế cười. Mong sao giấc mơ của con sẽ trở thành hiện thực. Sau này, trong một lần đá bóng, cậu bé bị vỡ đầu gối. Từ đó cậu không bao giờ có thể leo núi trèo cây được nữa. Ra biển thám hiểm thì lại càng không thể. Vì thế cậu học quản lý kinh doanh, sau đó buôn bán thiết bị y tế. Rồi anh lấy một người vợ xinh đẹp hiền dịu, có mái tóc dài và đen, nhưng cô ấy không cao cũng không phải mắt biếc, mà là màu nâu. Cô ấy không biết chơi guitar, thậm chí còn chẳng biết hát, nhưng bù lại nấu ăn rất ngon, vẽ tranh rất đẹp. Để thuận tiện cho việc làm ăn nên gia đình anh sống trong một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố. Từ đó có thể nhìn thấy biển xanh và ánh đèn rực rỡ. Trước cửa phòng anh không có bức tượng nào, nhưng anh nuôi một con mèo lông dài xinh đẹp. Anh có ba cô con gái xinh xắn. Cô út ngồi xe lăn là đứa dễ thương nhất. Ba cô con gái đều rất yêu cha của chúng. Tuy chúng không thể đá bóng cùng cha, nhưng có lúc họ cùng nhau đến công viên chơi ném đĩa. Còn cô con gái út thì ngồi ở gốc cây cạnh đó và chơi guitar, hát những bài hát ngọt ngào tha thiết. Anh sống sung túc và thoải mái, nhưng không có xe Ferrari đỏ. Có lúc anh còn phải nhận chở hàng thêm. Một hôm tỉnh dậy, anh bỗng nhớ tới giấc mơ của mình trước kia. Mình rất buồn, anh tâm sự với người bạn thân nhất. Ngày trước mình ước lấy được một người vợ cao ráo tóc đen mắt biếc, biết chơi guitar và hát. Nhưng vợ mình không biết chơi guitar, không biết hát, mắt cô ấy màu nâu và người cũng chẳng cao. Nhưng vợ cậu xinh đẹp và hiền dịu, con vẽ rất đẹp, nấu ăn rất ngon, bạn anh cự lại. Anh vẫn không chịu, một hôm anh lại bộc bạch với vợ. Anh rất buồn, ngày xưa anh ước có một căn nhà lớn, có mái hiên rộng, trước thềm đặt hai pho tượng thật đẹp, còn đằng sau nhà có một vườn hoa rực rỡ. Nhưng bây giờ anh lại sống ở tầng 47 của một tòa nhà chung cư. Chung cư của chúng ta quá đẹp, ban công lại trông ra biển, người vợ đáp. Chúng ta có tình yêu, có niềm vui, có những con chim trong các bức tranh và con mèo lông dài. Hơn nữa còn có ba cô con gái xinh đẹp. Anh vẫn không hài lòng. Tôi rất buồn, anh lại than thở với bác sĩ. Trước đây tôi ước lớn lên sẽ làm nhà thám hiểm,
Nhưng bây giờ tôi chỉ là một thương nhân tầm thường với cái đầu gối bị tật. Những thiết bị y tế mà anh bán đã cứu giúp được rất nhiều sinh mạng, bác sĩ nói như giải thích. Anh đâu có hiểu điều đó quan trọng đến mức nào. Tôi buồn lắm, anh kể lể với nhân viên kế toán. Trước đây tôi ước mình có một chiếc Ferrari đỏ, không bao giờ phải đưa đón người khác. Còn bây giờ xe của tôi gần như là một phương tiện vận tải công cộng. Có lúc tôi còn phải tự rửa xe. Nhưng anh có thể mặc những bộ quần áo cao cấp, vào các nhà hàng cao cấp, đi du lịch châu Âu. Anh kế toán trả lời với giọng nói gần như tỏ rõ sự ghen tị. Anh vẫn bỏ ngoài tai câu nói chân tình của anh kế toán. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Anh trò chuyện với mục sư. Trước đây tôi ước mình có ba đứa con trai. Một đứa là nhà khoa học, một đứa là chính trị gia, một đứa là hậu vệ. Thế mà bây giờ tôi lại có ba đứa con gái. Đứa út thậm chí còn không thể đi lại bình thường. Nhưng các con gái của anh thông minh, xinh đẹp, mục sư an ủi. Chúng rất yêu anh và đều có tài. Một là y tá, một là nghệ sĩ, còn cô út dạy nhạc. Nhưng anh đâu có coi lời nói của mục sư là sự thật. Cuối cùng anh đau buồn đến mức mắc bệnh, phải nằm viện. Một buổi tối khi trong phòng bệnh chỉ còn mỗi một cô y tá ngồi trực, anh liền kêu với Thượng Đế. Người còn nhớ giấc mơ con nói khi con là một cậu bé không? Đó là một giấc mơ dễ thương, Thượng Đế gật đầu. Vì sao Thượng Đế không cho con thực hiện giấc mơ đó? Anh hỏi lại vẻ khó chịu. Con đã thực hiện được giấc mơ đó rồi, Thượng Đế mỉm cười nhìn anh. Chỉ có điều ta muốn làm con hơi bất ngờ một chút mà thôi. Đang nghĩ con nên để ý tới những thứ mà ta đã ban cho con. Một người vợ xinh đẹp dịu hiền, một việc làm tốt, một chỗ ở thoải mái, ba cô con gái dễ thương. Đó là những điều tốt đẹp nhất đấy. Phải, anh đột ngột ngắt lời Thượng Đế. Nhưng con cứ luôn muốn người sẽ cho con những thứ mà con luôn ao ước. Ta cũng cho là con sẽ cho ta thứ mà ta thực sự mong muốn, Thượng Đế nói. Người mơ ước những gì? Anh hỏi lại vì chưa bao giờ nghĩ rằng Thượng Đế cũng phải mong muốn gì nữa. Ta mong rằng con sẽ vui vẻ vì những thứ mà ta đã cho con, Thượng Đế nhẹ nhàng đã trả lời anh. Anh suy nghĩ cả đêm và quyết định phải có một giấc mơ mới về chính những thứ mà anh đang có. Sau đêm đó, sức khỏe anh hồi phục nhanh chóng. Ra viện, anh sống hạnh phúc trong căn hộ chung cư trên tầng 47, lắng nghe những tiếng cười nói vui tai của các cô con gái, ngắm nhìn đôi mắt nâu sẫm của vợ và những bức tranh đẹp tươi. Buổi tối lòng đầy vui sướng, ngắm những ánh đèn khi tỏ khi mờ của hàng vạn ngôi nhà trong rì rào sóng biển đêm với làn gió biển khơi mát lành. Giữa giấc mơ và hiện thực luôn tồn tại một khoảng cách. Nếu cứ suy nghĩ buồn rầu vì mình chưa thực hiện được những mơ ước thời trẻ, thì những thứ đang có trong đời thực cũng sẽ rời bỏ ta mà đi. Hãy trân trọng những thứ đang có, đừng để những giấc mơ xa vời khiến mình thành kẻ trắng tay. Bí quyết 12. Đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc ai ai cũng cầu mong. Khi phải trải qua những ngày dồn dập quá nhiều sự kiện đen đủi, người ta dễ gặp rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả trong quan hệ xã hội. Thì hãy chuyên chú vào việc làm khiến cho mình thích thú, bạn sẽ thấy hài lòng, dễ chịu hơn. Và mọi người cũng sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài đầy thiện cảm của bạn. Sau đây là một số bí quyết giúp bạn hạnh phúc hơn. Thứ nhất, hãy lạc quan. Hãy nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực. Bạn sẽ thấy cuộc sống chứa đựng nhiều hạnh phúc và năng lượng như thế nào. Nhớ lấy, một cô nàng hay một anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu bạn lạc quan và tích cực. Thứ hai, vươn tới tương lai. Bạn hãy nhìn về bức tranh lớn của cuộc đời, chứ đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để mắt tới những giá trị bền lâu. Đừng vội bi quan, chán nản khi gặp phải những khó khăn tức thì. Thứ ba, tỏ ra biết ơn. Hãy cảm ơn đồng nghiệp khi bạn được giúp đỡ, chúc mừng cấp trên khi thành công trong một dự án, nói lời tử tế với người phục vụ bạn khi người đó mang cho bạn tách cà phê buổi sáng, cho người hành khất một chút tiền lẻ khi bạn gặp trên đường. Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc. Thứ tư, hòa mình vào cuộc sống. Sao lại không chiều theo ý thích cá nhân một chút nhỉ? Như trải chút chiếc xe của bạn,
sửa vài đồ vật trong nhà, xem tivi, đi nhà hát. Bạn hãy thử ưu ái mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với công việc trong ngày. Thứ năm, chăm no thể chất. Ăn uống điều độ và tập thể dục, hay chơi một môn thể thao vừa sức, chưa bất chừng bạn sẽ tìm được đồng đội trong môn thể thao mà bạn thích. Càng thêm thú vị nếu sau mỗi buổi tập, hai bạn cùng đi ăn hoặc chuyện gẫu về những vấn đề cùng quan tâm. Thứ sáu, thay đổi thời gian biểu. Những lề thói cũ hàng ngày cũng cần phải được đổi mới. Thay đổi một chút về giờ giấc hoặc một vài công việc sẽ giúp xóa bỏ sự nhàm chán, tạo sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi thư giãn, cũng sẽ giúp cuộc sống của bạn vui tươi hơn. Thứ bảy, liên lạc với mọi người. Có bao giờ bạn bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một người quen cũ? Sau thời gian dài không liên lạc, bạn có cảm thấy lâng lâng, vui sướng? Hãy giữ liên hệ với bạn bè, thân quen ở xa, ngay cả với bạn bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc. Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến không vì bất cứ lý do gì, mà chỉ để nói xin chào. Thứ 8, sáng tạo. Hãy tìm cách để những ý tưởng sáng tạo của bạn được bộc lộ ra nhé. Vẽ tranh, làm thơ, viết văn hoặc chủ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng khách, sang sửa vườn tược. Đừng có hà tiện thời gian cho những việc thế này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn quên mình, trong sáng tạo bạn sẽ thấy yêu đời và khỏe mạnh hơn. Thứ 9, tìm nửa kia. Một tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm nửa kia của mình, cùng người ấy chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà cả hai đã gặp. Thứ 10, trò chuyện. Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở trò chuyện với ai đó, như vậy sẽ làm cho cuộc sống của bạn cởi mở hơn, lại luôn có được những điều mới mẻ và bao nhiêu điều nho nhỏ bình dị mà bồi tụ nên hạnh phúc. 11. Mộng mơ. Viết lại những tham vọng của bạn và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, có sự đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào bạn có thể đến. 12. Biết tha thứ. Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó hoặc cho chính mình về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn chớ quá bi lụy vì điều đó, bởi vì ta chẳng thể đảo ngược quá khứ, chấp nhận và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Trong cuộc đời, không thể trông chờ người khác đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do chính mình tạo dựng và gìn giữ. Bí quyết thứ 13, không ngừng khai phá sáng tạo. Một, suy nghĩ và thành công. Một học giả cho rằng tích cực suy nghĩ là một đạo đức tốt đẹp. Một tỷ phú lại nói tích cực suy nghĩ là cội nguồn của sự giàu có. Họ biến suy nghĩ trở thành một thói quen. Người thông minh là người có khả năng suy nghĩ rất mạnh mẽ. Thành công chẳng phải do vận may bỗng dưng mang lại, mà chỉ những ai biết suy nghĩ mới phát hiện ra cơ hội vươn tới thành công. Biết suy nghĩ là điều kiện đầu tiên của sức sáng tạo, mà biết sáng tạo lại là cội nguồn quan trọng của sự giàu có. Cho nên mới có câu nói sự giàu có là do con người nghĩ ra. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy quả táo chín rơi từ trên cây xuống, nhưng chỉ một mình Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn, bởi chỉ có ông mới quan sát và suy nghĩ thật sâu sắc về hiện tượng mà người khác do thấy đó là quá bình thường nên không để ý tới. David cùng John ra ngoài chơi. Sau khi tới nơi, John ngồi trong quán rượu đọc sách, còn David lên phố chơi. Đột nhiên cậu nhìn thấy ở ven đường một phụ nữ đang bày bán một con mèo đồ chơi. David đã phát hiện đôi mắt mèo còn được làm bằng trân châu. Thấy vậy, anh rất vui mừng, bèn hỏi người phụ nữ: con mèo này giá bao nhiêu? Vì bệnh của con tôi nên tôi bán với giá 3 đô. Vậy tôi mua mắt nó với giá 1 đô. Người phụ nữ lẩm nhẩm tính toán, cho giá đó là thích hợp và đồng ý. David vui sướng như điên, cười khoe với John đang vùi đầu vào sách: tôi chỉ bỏ ra 1 đô mà mua về được 2 viên trân châu, thật không thể ngờ được. John bèn hỏi David đầu đuôi câu chuyện. John nghe xong mắt sáng lên, vội hỏi: người đó hiện đang ở đâu? John theo lời David, John tìm thấy người phụ nữ bán mèo và nói với bà ta: tôi muốn mua con mèo đồ chơi của bà. Mắt mèo đã được người khác mua rồi,
nếu anh cần mua thì hãy bỏ ra 2 đô mới được. John trả tiền bà ta rồi mang mèo về. David thấy cười cợt, người anh em sao lại bỏ ra 2 đô để mua con mèo không có mắt vậy? John ngồi xuống lật đi lật lại con mèo, xem xét, cuối cùng bèn miệng người phục vụ một con dao nhỏ, rồi lấy lưỡi dao, cạo chân con mèo. Khi lớp sơn bong ra, để lộ một ánh vàng lấp lánh, anh vui mừng gọi bạn, David này, rõ ràng là không ngoài dự tính của tôi, con mèo được làm từ vàng ròng. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, người chủ nhân khi đúc con mèo nhất định là sợ lộ vàng ra ngoài, nên đã quét một lớp sơn đen phủ lên cho trông giống mèo làm bằng sắt. David thấy vậy tỏ ra rất hối hận. John cười bảo, tuy cậu đã phát hiện là mắt mèo làm bằng trân châu, nhưng lại thiếu tư duy liên tưởng cùng sự phân tích và phán đoán sự việc một cách toàn diện. Cậu thử nghĩ xem, mắt mèo đã làm từ trân châu, vậy thân mèo làm bằng sắt là thứ chẳng có giá trị gì cả được sao? Câu chuyện trên là một biểu hiện tốt đẹp của năng lực tư duy ưu tú. Năng lực tư duy của con người chủ yếu được hình thành và phát triển trong thực tiễn sử dụng bộ não. Giống như tập luyện thể dục thể thao có thể tăng cường sức khỏe, tích cực hoạt động bộ óc có thể làm cho não càng phát triển, năng lực tư duy càng mạnh mẽ hơn. Hãy coi tư tưởng của bạn như một mảnh đất, trải qua sự cày bừa cần cù và có kế hoạch, có thể khiến nó tạo ra một vụ mùa bội thu hoặc là làm cho nó thành một mảnh ruộng hoang cỏ dại mọc đầy. Nếu muốn có thu hoạch trên mảnh đất tư tưởng đó, bạn phải cố gắng và chuẩn bị làm việc thật tốt. Sự sắp xếp và thực thi công việc chính là kết quả của lối tư duy chính xác. Tất cả những kế hoạch, mục tiêu và thành tựu đều là sản vật của suy nghĩ. Năng lực suy nghĩ chính là thứ đầu tiên mà bạn cần làm chủ. Và khi ấy, cuộc sống bạn nắm giữ một quyền năng vô hạn. Thứ hai, 8 cách tư duy sáng tạo. Các nhà tâm lý học dựa vào tri thức và kinh nghiệm của mình đã tổng kết thành 8 cách tư duy sáng tạo rất đáng để học tập và kiểm chứng. Phương pháp tư duy ngang bằng. Đây là cách đặt đối tượng tư duy theo phương nằm ngang để tiến hành suy nghĩ theo các đặc điểm của các bộ phận tương ứng của nó. Từ đó mà tìm ra những chỗ cần hoàn thiện thêm và xác định làm thế nào để cải thiện phương thức tư duy. Phương pháp tư duy theo tuyến tính là cách đặt đối tượng tư duy theo hướng phát triển chiều rộng, tiến hành suy nghĩ dựa vào các giai đoạn phát triển sự việc. Từ đó dự đoán khuynh hướng phát triển bước tiếp nối là phương thức tư duy xác định nội dung nghiên cứu. Phương pháp tư duy ngược là cách không sử dụng lối tư duy thông thường mà trái lại suy nghĩ vấn đề từ chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Nói một cách nôm na là đi ngược lại. Cách này xem ra có vẻ hoang đường, nhưng trên thực tế lại là cách tư duy rất đặc biệt và tuyệt diệu, thường mang lại những kỳ tích. Phương pháp tư duy lệch góc là trên cơ sở lối tư duy thông thường nhưng xoay lệch sang một chút để tìm ra lối đi mới, thay đổi góc độ tư duy, dùng phương pháp mà người khác không chú ý tới để giải quyết vấn đề. Nó khác với cách tư duy ngược ở chỗ là không phải xem xét theo hướng phản diện mà vẫn giữ phương hướng đó, nhưng từ góc độ khía cạnh lệch đi, khác đi thôi. Phương pháp tư duy phân hợp là mang những phần có liên quan của đối tượng tư duy, phân chia chúng ra hay tập hợp chúng lại để suy nghĩ thử tìm ra một sự vật mới. Cách tư duy này bao gồm tư duy phân tích và tư duy kết hợp. Phương pháp tư duy nghịch đảo nghĩa là đảo ngược toàn bộ, đảo ngược một bộ phận hay những phần có liên quan của đối tượng tư duy để tìm ra cái mới. Cách này bao gồm đảo ngược trên dưới, trái phải, trước sau, lớn nhỏ động tĩnh, nhanh chậm, có không tốt xấu, chính ta, trong ngoài, dài ngắn, chính phụ. Phương pháp tư duy nghi vấn. Đây là lối tư duy mà không quá câu nệ sách vở và quyền uy, không chịu sự trói buộc của quan niệm truyền thống, cũng không vội theo đuôi người khác. Cơ sở chính là dám nghi ngờ và trên cơ sở đó mà lật đổ những lý luận cũ, sáng tạo ra học thuyết mới hoặc sáng tạo ra những phát minh mới. Phương pháp tư duy khắc phục nhược điểm là cách tư duy khi gặp trở ngại trong quá trình nghiên cứu sáng tạo. Có thể tìm ra những nhược điểm của những sự vật có liên quan và lấy đó để làm điểm nghiên cứu mới. Tấn công vào các nhược điểm thì mới có thể giải quyết vấn đề. Phương pháp này từ xưa tới nay vẫn là trung tâm của các hoạt động sáng tạo,
là cách để khai thông các chướng ngại trong tư duy, tiến hành phát minh sáng tạo, cải tiến khoa học kỹ thuật rất có hiệu quả. Bí quyết thứ 14: trí tưởng tượng là đôi cánh bay bổng. Tưởng tượng luôn bắt nguồn từ hiện thực khách quan, nhưng đồng thời lại luôn vượt qua hiện thực để vượt lên trước. Với một số người thì giữa tưởng tượng và hiện thực như gần lại như xa, vừa ước ao lại vừa có thể bắt kịp. Nhưng với một số người khác thì hai cái đó lại tách rời nhau, tức là tưởng tượng thiếu mất cơ sở của hiện thực. Tưởng tượng của một người có thể siêu thoát khỏi hiện thực, cần phải đi trước hiện thực, nhưng rồi cuối cùng phải thể hiện ra trong hiện thực sáng tạo. Còn như thứ tưởng tượng tách rời hiện thực kia lại chỉ là sự không tưởng mà thôi. Nhưng cũng không thể quá câu nệ, bị trói buộc bởi tính hiện thực này. Nếu như chỉ vẽ vỏ quả bầu như thật, không chút tưởng tượng thì sẽ thiếu đi tính mới mẻ và độc đáo. Tưởng tượng càng mới mẻ, độc đáo bao nhiêu thì nó càng khiến cho vỏ quả bầu mới hơn, lạ và hấp dẫn hơn. Einstein đã từng tiến hành một ý tưởng kỳ quặc và điên rồ là: giả sử ta cưỡi trên một luồng ánh sáng để truy đuổi một luồng sáng khác thì sẽ xảy ra hiện tượng gì đây? Ông thường đưa ra những vấn đề rất táo bạo như vậy. Nhưng ông không phải là người mê muội. Chính bộ óc tưởng chừng luôn hoài nghi và phê phán đó đã sáng tạo ra tuyệt phẩm thuyết tương đối mang đậm tính độc lập của mình. Sức tưởng tượng phong phú giúp ích vô cùng cho sáng tạo khoa học. Ở Mỹ, rất nhiều trường đại học chiêu sinh thông qua thi viết và thi vấn đáp với rất nhiều câu hỏi, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn đưa ra một cách thi đặc biệt là yêu cầu thí sinh trình bày một bài diễn văn giàu sức tưởng tượng trước một cử tọa đông đảo. Bài diễn văn càng mới mẻ, càng trọn vẹn bao nhiêu thì thành tích sẽ càng cao bấy nhiêu. Các giáo sư cho rằng những học sinh trúng tuyển qua kỳ thi này sẽ có tiền đồ rộng mở hơn người khác. Bí quyết 15: tích cực quan sát. Từ xưa đến nay, người ta luôn tiếp xúc với bát đĩa, nhưng rất ít người phát hiện ra bí mật của nó. Chỉ có một nhà vật lý học người Anh bằng trí tuệ của mình để quan sát, phát hiện và nghiên cứu những thứ mà ông tự nhìn thấy. Một dịp hồi còn trẻ, nhà có khách, người mẹ hiếu khách của ông đon đả chào mời, rồi pha trà đãi họ, vẻ rất bận rộn. Có lẽ vì tuổi tác nên tay bà hơi run. Mỗi khi bê tách trà lên, không tránh khỏi rớt ra ngoài vài giọt. Bà xin lỗi khách: "Tôi già rồi, chân tay không còn được linh hoạt." Khách rất cảm kích trước lòng hiếu khách của bà, nhưng chẳng có ai nghĩ trong đó có đáng chú ý cả. Chỉ ông là thấy hứng thú với công việc phổ biến đời thường đó. Ông quan sát thấy, mỗi lần mẹ mình bê tách trà, thì chiếc tách đó lại rất dễ dàng trượt trong lòng đĩa. Nhưng sau khi nước chè nóng rớt ra đĩa, thì dù có động chạm hay làm nghiêng đi, chiếc tách vẫn không xê dịch chút nào. Ông lập tức nhận thấy, trong đó hẳn có ẩn chứa một bí mật gì đó, liền quên cả khách hứa, đầu óc đắm chìm trong suy nghĩ. Sau khi khách đã về hết, ông tự tìm làm lại thí nghiệm này nhiều lần. Sau đó chuyển sang thí nghiệm đối với bình thủy tinh và tấm kính, và ông đã bắt đầu bước vào nghiên cứu về lực ma sát. Trải qua rất nhiều thí nghiệm ghi chép, phân tích, cuối cùng ông đưa ra kết luận: tách trà và đĩa xem ra rất trơn nhẵn và sạch sẽ, nhưng thực tế là bề mặt chúng luôn có một lớp dầu, khiến cho độ ma sát giữa tách và đĩa rất nhỏ, dễ bị trượt. Ông cho rằng dầu có ảnh hưởng rất lớn tới lực ma sát giữa hai chất rắn. Lợi dụng tính năng bôi trơn của dầu có thể làm giảm lực ma sát được. Ngày nay, dầu mỡ dùng bôi trơn được ứng dụng rất rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, chính là nhờ vào phát hiện này của ông. Có thể nói rằng, người không biết quan sát thì sẽ không thể phát hiện ra điều gì được, mà không có phát hiện thì sẽ chẳng giành được thành công nào cả. Bí quyết 16: phát huy tính sáng tạo. Sáng tạo thật là đơn giản. Colombo là nhà thám hiểm nổi tiếng thế kỷ 15. Ông đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ mới tìm ra được lục địa mới. Phát kiến này đã mang lại cho Colombo sự kính trọng, vô vàn lời khen ngợi và danh vọng. Nhưng cũng còn có nhiều người lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng như thế chả có nghĩa lý gì cả, và thường nói những lời khiêu khích khiếm nhã. Một lần bạn bè đến nhà Colombo tụ hội cùng nhắc lại cuộc thám hiểm khám phá của ông.
Colombo chỉ cười nhạt mà không tham gia vào câu chuyện của mọi người. Rồi ông đứng dậy, đi vào bếp, cầm ra một quả trứng và hỏi: "Ai có thể dựng đứng được quả trứng này?" Mọi người chen nhau làm thử, người làm thế này, kẻ làm thế khác, nhưng đều thất bại. "Mọi người nhìn xem tôi đây này." Colombo nhẹ nhàng đập bẹp một đầu quả trứng, thế là nó đứng thẳng được. Nhiều người tỏ ra không phục: "Anh đập vỡ nó thì đương nhiên là nó đứng được rồi." "Các anh nhìn thấy tôi đập trứng rồi mới thấy thật quá đơn giản, nhưng trước đó có ai nghĩ ra được đâu," Colombo nói. Những người trước đây dị nghị với Colombo đều đã bừng cả mặt lên xấu hổ bỏ về. Luôn luôn sáng tạo vươn tới thành công. Sáng tạo là khâu quan trọng nhất trong hoạt động tư duy của con người. Óc sáng tạo quyết định sự phát triển của cả quốc gia, dân tộc trong thời đại kinh tế tri thức. Bởi vì các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ càng ngày càng mang một hàm lượng chất xám cao hơn. Thật ra tất cả mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của sự sáng tạo. Vì trên thực tế, đó là con đường duy nhất dẫn tới thành công và khẳng định giá trị của bản thân. Sáng tạo đòi hỏi người ta phải biết vận dụng vốn tri thức phong phú, biết gạt bỏ lối suy nghĩ xáo mòn, cũ kỹ, tạo nên sự đột phá. Darwin vượt qua các quan niệm cổ điển về sinh vật học, đưa ra thuyết tiến hóa. Nhận ra sự bất cập trong các nguyên lý vật lý, Einstein đề xuất thuyết tương đối, Copernic bác bỏ thuyết trái đất là trung tâm, chứng minh hùng hồn rằng trái đất quay quanh mặt trời trong thuyết nhật tâm. Lịch sử phát triển của loài người gắn liền với lịch sử sáng tạo, hay nói một cách chính xác, trí sáng tạo đã thúc đẩy lịch sử phát triển của nhân loại. Do vậy, mỗi người cần phải có ý thức tìm tòi sáng tạo trong học tập cũng như trong công việc. Có cùng một khả năng trí tuệ, nói theo cách dân dã là thông minh như nhau, nhưng người có ý thức vươn lên tìm tòi sáng tạo thì dần dần sẽ vượt qua người khác. Điều này phần nào giúp lý giải vì sao người này thành công còn người khác thì lại không. Bí quyết 17: rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cao. Những người thành công đều có một tố chất vô cùng quan trọng và cơ bản, đó là tư duy độc lập, Darwin nói. Tôi kiên nhẫn hồi tưởng hoặc suy nghĩ về những vấn đề còn lơ lửng, chưa giải quyết được, thậm chí phải tốn mất vài năm cũng không hề tiếc. Newton thì suy nghĩ tiếp tục, suy nghĩ không ngừng. Suốt ngày dài lại đêm thâu, thậm chí ông đã đánh giá thành công của một người chính là kết quả của sự suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng. Từ đấy không khó để rút ra kết luận, suy nghĩ độc lập là một tố chất tinh thần cơ bản nhất, quan trọng nhất giúp làm nên thành công. Do đó, rèn luyện thói quen tư duy độc lập là điều kiện bắt buộc đối với những thanh niên muốn làm nên nghiệp lớn. Muốn nâng cao năng lực sáng tạo của bạn thì nhất thiết phải quen suy nghĩ độc lập, chăm chỉ tìm tòi, nghiên cứu. Thực tế cuộc sống cũng đã xác nhận, chỉ những ai có óc tò mò mới ham khám phá bản chất của sự vật, vốn bị che lấp bởi vẻ bề ngoài của nó. Trí tò mò có thể nói chính là cơ sở và động lực để sáng tạo. Newton, Edison, Einstein đều có trí tò mò ít thấy ở người bình thường. Còn con gái của nhà bác học Marie Curie thì gọi óc tò mò là đức tính tốt đẹp nhất của các học giả. Những người thành công thường giỏi phát hiện những quy luật chung từ nhiều hiện tượng đơn lẻ xảy ra thường ngày mà chẳng ai để ý tới, cũng như giỏi sáng tạo khi quan tâm tới những hiện tượng bất thường. Nhìn tổng thể, ở tất cả những nhân tài có tính sáng tạo, dường như họ đều có một phẩm chất chung, đó là dám nghĩ, dám làm, dám nghi ngờ. Gặp sự việc thì cũng đều đặt câu hỏi: tại sao? Bà Giác cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa, chìa khóa để mở các cánh cửa khoa học chính là dấu hỏi. Tất cả các phát minh vĩ đại đều là thành quả của sự nghi ngờ, và đa phần trí tuệ của cuộc sống đều bắt nguồn từ việc gặp bất cứ chuyện gì cũng hỏi tại sao. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, mỗi người đều có thể gặp trường hợp như thế này. Khi phát hiện vấn đề hoặc giải quyết vấn đề như thể bỗng dưng xuất hiện những cách nghĩ mới, quan niệm mới, nắm bắt kịp thời những tưởng tượng đó hay các dạng sản phẩm khác của tư duy sáng tạo, ghi chép nó lại một cách nhanh chóng và chính xác, tiến hành suy nghĩ hoàn chỉnh và kiểm nghiệm thực tiễn là có thể giành được những thành quả có giá trị. Đó chính là kết quả của các hoạt động sáng tạo. Những người giàu tính sáng tạo khác với mọi người, nhưng họ không mảy may bận tâm về điều đó. Những người giàu tính sáng tạo thường có tinh thần lạc quan,
tấm lòng rộng mở. Vì thế, họ đón nhận mọi chuyện, ngay cả gặp lúc nguy nan, cũng không hề lo sợ mà luôn tìm ra lối thoát. Những người giàu tính sáng tạo không câu nệ nếp cũ, luôn thích thú xem xét những vấn đề hóc búa. Họ thường sống phóng khoáng, không ràng buộc, thích tạo ra những cái mới khác người, một mình một phong cách, thích làm những công việc cũ bằng phương pháp mới. Những người giàu tính sáng tạo luôn sẵn sàng tinh thần mạo hiểm, đặc biệt thích những công việc và hoạt động mang tính thử thách, thích tìm tòi khám phá thế giới xung quanh cũng như thế giới nội tâm của mọi người. Những người giàu tính sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống rất khó gò mình vào sự chính xác và chừng mực một cách khô khan, vì với họ còn có những thứ quan trọng hơn thế nhiều. Những người giàu tính sáng tạo cũng giàu tính hài hước, thích vui đùa trong công việc, vì thế nói chung họ sống rất vui vẻ, hòa nhã với bạn bè, đồng nghiệp. Những người giàu tính sáng tạo có khả năng làm việc độc lập, có lúc cũng thích ở một mình. Họ thường không nhất trí ý kiến với số đông, hơn nữa luôn luôn tự tin và kiên trì theo đuổi sự việc. Những người giàu tính sáng tạo đều có những kiến giải và cách nhìn độc lập. Trong mắt họ không chỉ thấy dáng vẻ bề ngoài sự vật, mà là khám phá chức năng hoàn thiện trong sự hài hòa với khung cảnh chung. Những người giàu tính sáng tạo có nhiệt tình rất cao, có lý tưởng và có tinh thần trách nhiệm. Họ tin rằng với lòng nhiệt tình cao có thể làm được mọi việc. Những người giàu tính sáng tạo có lý tưởng, hoài bão lớn. Họ vui lòng làm việc với những người tự tin, ham khám phá, ngoan cường bất khuất. Khác với người bình thường, họ có thể ý thức ngay được thực chất và tính quan trọng của một công việc hoặc sự vật nào đó. Họ không bảo thủ, khư khư duy trì bằng mọi giá cách nghĩ của bản thân, mà sẵn sàng đón nhận sự thách thức của dư luận nhằm kiểm nghiệm cách nghĩ của mình. Những người giàu tính sáng tạo giỏi đánh giá và phán đoán sự vật từ một góc nhìn đặc biệt. Họ có năng lực tổng hợp đặc biệt. Những người giàu tính sáng tạo không sợ gian nan trở ngại. Trong mắt họ, mỗi một khó khăn đều là một cơ hội để thành công, giống như người leo núi trước đỉnh núi cao mà mình sắp chinh phục. Những người giàu tính sáng tạo không dễ thỏa mãn. Họ quyết không bao giờ chỉ đưa ra một đáp án đối với những vấn đề quan trọng có ý nghĩa lớn lao. Trong quá trình không ngừng theo đuổi và khám phá, họ cảm nhận được niềm vui bất tận. Những người giàu tính sáng tạo hiểu được lúc nào nên và làm thế nào có thể ra khỏi các ngõ tối vô vọng. Bởi chỉ khi đó mới có thể sử dụng có hiệu quả thời gian và tinh lực quý báu. Những người giàu tính sáng tạo cũng luôn kiên trì, dù họ không bao giờ lãng phí thời gian quý báu của mình vào những chuyện vụn vặt rối rắm, vô nghĩa, nhưng lại vô cùng kiên trì đón đợi thời cơ, thành quả hoặc đón trước tình cảm. Trên thực tế, ai cũng có thể trở thành người giàu tính sáng tạo. Cái chính là bạn khai triển tính sáng tạo của mình như thế nào. Nếu bạn thấy mình thiếu tính sáng tạo, thì có thể tham khảo những tiêu chuẩn dưới đây, kiểm tra xem mình có thiếu hụt ở những tiêu chuẩn nào. 1. Thiếu mục tiêu phấn đấu rõ ràng xác định. 2. Sợ thất bại. 3. Lo sự thành công sẽ mang tới những ảnh hưởng bất lợi. 4. Tham cái lợi trước mắt. 5. Sợ sự biến đổi trong cuộc sống sẽ bất lợi cho mình. 6. Thể lực hoặc ý chí và lý trí không đủ khỏe mạnh. Bạn cố phát huy hết mức khả năng của mình, nhận biết và chú ý khắc phục các khuyết điểm của bản thân, thì chắc chắn cũng sẽ trở thành một người giàu tính sáng tạo và sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui từ những gì mà bạn sáng tạo ra. Thanh niên muốn thành đại nghiệp, trước tiên phải là một người giàu tính sáng tạo, luôn phát huy tối đa thói quen tư duy độc lập. Bí quyết 18. Luôn tỉnh táo. Chiến lược quyết định phương hướng của hành động. Người thành công luôn là người biết xây dựng và xoay chuyển chiến lược một cách hợp lý. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, thành công là do có chiến lược đúng đắn. Chiến lược đúng đắn là do có phán đoán đúng. Phán đoán đúng là do có kinh nghiệm. Bởi vậy, đôi khi những sai lầm xương máu lại là nguồn tài sản quý báu nhất. Giây phút bạn suy xét toàn cục, dứt khoát đưa ra chiến lược ấy là lúc cuộc đời bạn đã được định đoạt. Phán đoán chính xác là tố chất cơ bản của người thành công. Tại sao vậy? Vì không có phán đoán chính xác thì ắt sẽ dẫn đến thất bại và nguy hiểm. Thái độ bình tĩnh trước thất bại vô cùng quan trọng.
Người kém bản lĩnh đối diện với nguy nan thì nổi giận đôi lình, nhưng người thành công thì vẫn bình tĩnh, sáng suốt ứng phó với tình huống nguy hiểm. Sự chính xác và bình tĩnh vừa nói có được là như đầu óc tỉnh táo. Sự tỉnh táo này không tự nhiên mà có. Chỉ ai vững tin vào bản thân mình, đã trải nghiệm và tôi rèn năng lực thực tế, khi lâm nguy, đầu óc mới tỉnh táo được. Bí quyết 19: đổi mới tư duy. Trong mắt nhiều người, trân châu hay ngọc trai là đồ trang sức được làm thành vòng chuỗi để đeo nhằm tô điểm cho thân phận. Trong mắt nhà hóa học, trân châu là một dạng chất keo được tạo thành do phản ứng giữa axit phosphoric và muối canxi. Trong mắt nhà sinh vật học, trân châu là chất tiết do một loài động vật vỏ sò sinh ra theo dạng thức bệnh thái. Trong mắt người phương Đông cổ đại, trân châu là do giọt sương đông lại. Trong mắt nhà thơ trữ tình, trân châu là nước mắt của biển cả mênh mông. Góc nhìn nhiều chiều cũng giống như thấu kính màu trong đầu óc chúng ta, không chỉ là một chiếc mà là nhiều chiếc. Chỉ cần chúng ta lần lượt dùng nó để nhìn ngắm thế giới thì sẽ phát hiện ra nhiều cảnh tượng khác nhau. Trong hoạt động sáng tạo, góc nhìn khác nhau chính là những luồng mạch suy nghĩ khác nhau. Mở rộng mạch suy nghĩ, sáng tạo là một phép màu quý báu của sự sáng tạo. Nếu như chúng ta không thể thay đổi mạch suy nghĩ thì chớ mong có được biện pháp sáng tạo nào. Muốn thay đổi mạch suy nghĩ, ắt phải học cách quan sát cùng một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Dùng cách suy nghĩ không bình thường để quan sát sự vật bình thường, sự vật sẽ bộc lộ ra một số tính chất không bình thường nào đó. Nhưng đây không phải là tính chất mà sự vật mới sản sinh ra, mà nó vẫn luôn tồn tại trong sự vật. Chỉ có điều trước đây người ta chưa phát hiện ra mà thôi. Có nhà vật lý học đã nói rằng, cái gọi là phát minh sáng tạo chính là những sự vật quan sát được thì giống với mọi người, những sự vật tưởng tượng ra thì khác với mọi người. Tại một thành phố ở Hà Lan đã từng xảy ra vấn đề ô nhiễm rác thải. Mọi người không chịu hoặc là không quen sử dụng thùng rác. Kết quả là làm cho toàn thành phố bẩn thỉu, bừa bãi, thậm chí hôi thối không thể chịu được. Hội đồng thành phố đã nhiều lần tổ chức hội nghị nghiên cứu biện pháp giải quyết. Có người đề nghị tăng mức xử phạt, tăng cường tuần tra, nhưng biện pháp đó đều xuất phát từ góc độ trừng phạt. Sau khi đem ra thực thi, hiệu quả thực tế không được rõ ràng cho lắm. Sau đó, suy nghĩ từ góc độ khen thưởng. Có người tiến hành đề ra biện pháp khen thưởng những người sử dụng thùng rác để giữ vệ sinh môi trường. Theo hướng này, các kỹ sư mau chóng thiết kế ra loại thùng rác biết khen ngợi. Trên thùng lắp một máy cảm ứng trọng lực. Mỗi khi rác được bỏ vào thùng, bộ cảm ứng sẽ khởi động máy ghi âm, phát ra một chuyện cười hoặc những câu nói hài hước. Nội dung của chuyện cười và các câu nói sẽ được thay đổi mỗi tuần, để luôn đem đến cho mọi người cảm giác mới lạ. Loại thùng rác biết khen ngợi này rất được dân chúng hoan nghênh, đặc biệt là những đứa bé thích nghe kể chuyện, thường chủ động nhặt rác rơi vãi bỏ vào thùng, để có thể thưởng thức những câu chuyện làm người ta cười chảy nước mắt. Khi gặp phải chuyện khó mà không thể xét đoán ngay, đừng ngần ngại bỏ vấn đề lại đấy, thư giãn đầu óc một chút, để nguội đi một chút, thậm chí một khoảng thời gian, rồi mới tiếp tục suy nghĩ. Có lẽ sẽ thu được hiệu quả tốt hơn. Đi bộ là một cách nghỉ ngơi, hoạt động thân thể có lợi cho sức khỏe, có ích cho việc phát triển tư duy. Goethe, thi hào đức vĩ đại nói, những tư duy quý báu nhất và phương thức biểu đạt tốt nhất của tôi đều xuất hiện khi tản bộ. Suy luận toán học hết sức quan trọng, một nhà toán học người Pháp cũng cho biết, ông đột nhiên phát minh ra vấn đề trong khi đang đi bộ trên bờ biển. Tương tự như thế, sáng chế bộ phận tăng hiệu suất nhiệt cho máy hơi nước, Watt đã nghiên cứu ra cũng là vào lúc ông đi bộ. Đột nhiên đang đi, trong đầu ông lóe lên ý nghĩa kỳ lạ đó. Ông chạy ngay về phòng làm việc, ngay đêm thí nghiệm, cuối cùng đã thành công. Tư duy sáng tạo luôn cần có một quá trình chuẩn bị. Biện pháp giải quyết tốt nhất thường là cứ để nó đến. Đa số mọi người đều từng trải qua điều ấy, lao tâm khổ tứ về một vấn đề gì đó mãi mà không có được đáp số. Thế là bạn đành phải ngừng lại đi làm việc khác. Thế mà khi bạn không hề để ý, thì trong đầu đột nhiên lại lóe lên một điểm mới cực kỳ thần tình. Đúng là dẫm nát đế giày thì không tìm ra, khi được thì lại không tốn chút công sức gì. Sự xuất hiện của tất cả các sáng kiến cũng phải đợi thời cơ đấy. Khi quan sát và suy nghĩ về sự vật ở thế giới bên ngoài,
người ta thường quen lấy mình làm trung tâm, dùng mục đích của mình, nhu cầu của mình, thái độ của mình, quan niệm về giá trị của mình và tinh thần chủ quan của mình để đánh giá sự vật. Mỗi người đều ở trong một bức tường bao nho nhỏ, nhìn ra thế giới đa sắc màu ở bên ngoài. Thông qua cửa sổ của tường bao, anh ta đặt cái tôi vào trung tâm của thế giới, bằng kinh nghiệm, tình cảm và mô hình giá trị độc đáo của mình để quan sát, tìm hiểu và phán xét người khác, thậm chí là phán xét tất cả phần còn lại của thế giới. Xét trên bình diện sáng tạo, hạn chế ở góc nhìn cái tôi sẽ làm cho tầm mắt nhỏ hẹp, có hại cho tư duy sáng tạo. Vì thế phải tiến hành đào luyện góc nhìn phi bản ngã, thật nhiều cố gắng vượt qua cái tôi, nói rằng lời của nhà Phật thì phải không ngừng gạt bỏ cái ta nắm giữ, phát huy hết sức sự thay đổi vai trò của chủ thể tư duy, học cách quan sát và suy nghĩ về sự vật từ góc độ của người khác, cố hết sức thông cảm và khoan dung đối với những người, vật, việc khác với mình, thu nhận tất cả bằng tâm hồn rộng mở của mình. Điều này yêu cầu mọi người trong quá trình tư duy phải cố gắng thoát khỏi khung trời cái tôi nhỏ hẹp, bước ra khỏi tường bao, đứng ở ngoài thành để suy nghĩ về cùng một sự vật và quan niệm, thì sẽ có khả năng rút ra được kết luận khác, phát hiện được ngọn nguồn của sự sáng tạo. Đương nhiên, đây là một việc vô cùng khó khăn. Giải quyết bài toán khó này vừa cần phải huấn luyện tư duy khoa học, vừa cần phải tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. Trong một doanh nghiệp sản xuất dụng cụ câu cá, vị phó tổng giám đốc công ty nhìn thấy sản phẩm ở đây đều có gắn mồi câu lông chim màu xanh đỏ rất đẹp, liền hỏi: cá thực sự có thể thích thú với thứ đồ chơi này sao? Câu trả lời mà ông nhận được là: chúng tôi đâu có bán cái đồ chơi ấy cho cá. Nhà sản xuất dụng cụ câu cá này thật thông minh. Ông ta không chỉ định vị cá là đối tượng của mồi câu, mà còn định vị cả người câu cá, người tiêu dùng. Cá có hứng thú với mồi đẹp hay không không cần thiết, nhưng người câu cá mới mua mồi câu, chứ cá không mua. Người ta luôn hứng thú với những mồi câu đẹp. Bí quyết 20: sáng tạo từ sự làm theo. Có gì có thể để ta học tập, bắt chước một chút không? Mô phỏng hình dạng và cơ cấu của nó sẽ có kết quả ra sao? Học tập nguyên lý kỹ thuật của nó sẽ có sự sáng tạo gì đây? Để khai phá sản phẩm mới, công ty ô tô Ford của Mỹ đã thu thập hết các xe nhãn hiệu nổi tiếng ở các nước, lần lượt phân tích ưu điểm của từng chiếc, tổ chức cho nhân viên chấm ra hơn 400 ưu điểm, 80% ưu điểm thể hiện ở sự sáng tạo, để cuối cùng đã sáng tạo nên thương hiệu của riêng mình. Thấy tuyến sản phẩm của mình lắp ráp một chiếc xe phải mất 12 tiếng đồng hồ, Ford cho là quá chậm, quyết tâm cải tiến nhưng khổ vì chưa có cách gì. Sau đó, ông đi tham quan một lò mổ sản xuất thịt hộp. Tại đó, ông thấy quá trình cắt nhỏ, hấp, đóng hộp, vận chuyển đối với cả một tảng thịt trên dây chuyền sản xuất đều sử dụng dòng dọc, không cần sức người, nhanh gọn, đơn giản. Quan sát được hơn một tiếng đồng hồ, ông quay về xưởng ngay, triệu tập chuyên viên kỹ thuật lại thảo luận kỹ về giải pháp dòng dọc, rồi họ đã nghiên cứu chế tạo ra một dây chuyền vận chuyển lắp ráp, giảm còn 72 phút lắp ráp được một ô tô, tăng tốc độ sản xuất lên cực lớn. 7 nguyên tắc sống cơ bản. Nếu thành công, hãy cảm ơn hoàn cảnh. Nếu thất bại, hãy tự xem lại mình. Phải biết giữ gìn sức khỏe một cách tốt nhất. Không chịu dễ dàng khuất phục khó khăn. Gặp đau khổ, hãy nhớ đến người khác khổ hơn mình. Luôn thông cảm với người khác. Hãy đối xử với người khác giống như mình muốn được họ đối xử. Luôn tâm niệm rằng con người chế ngự được hoàn cảnh. Cuộc đời luôn chuộng những người thành đạt. Vậy hãy tự coi mình là người thành đạt, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Có thể bạn sẽ kêu: sao ít vậy? Vì cuộc đời như biển cả mênh mông thế cơ mà. Với hiểu biết của mình, bằng trải nghiệm thực tế, bạn hãy tiếp tục bổ sung các nguyên tắc quý khác nữa cho bạn và cho những người cùng sống. Đó là quyền hạn và cũng là bổn phận nhân văn của bạn. Bạn khác cũng có quyền chê là nhiều, là dài dòng quá. Cổ nhân chả đã dùng có 5 chữ trong ngũ thường đó thôi. Cuộc sống thật là sinh động. Bạn hãy vẽ nên một đường bay lượn tuyệt đẹp của mình, cống hiến cho đời. Xong trước đó, bạn cũng vẫn nên bình tĩnh chiêm nghiệm 7 nguyên tắc cơ bản này.